Xe đạp của ai màu hồng vậy mẹ? Ừ, mẹ mới mua cho Ánh đó con. Dạ, cô mua cho con đó cô. Ừ, cô mua cho mỗi đứa một chiếc để đi cho tiện đó con. Nhưng mà con chở Ánh đi cũng được. Ủa, chứ hôm qua đứa nào nói với mẹ hả là không muốn chở Ánh đi học? Dạ, nhưng mà con biết chạy xe đạp cô ơi. Để chỉ cho, dễ lắm. Bây giờ giữ tay lái, cố với thằng bằng rồi làm từ rồi được. Không nhớ Vũ nha. Biết rồi. Làm cái gì vậy? Bộ đầu không có não hả? Nhớ mấy đứa dưới quê đạp xe ghê lắm mà. Bà chạy từ sáng giờ chưa được gì á. Nhà tôi đâu có xe đạp đâu. Ở dưới quê tôi ai giàu lắm mới có xe. Hôm nay tôi 11 tuổi rồi mà tôi chưa thấy trường hợp như này. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi cũng đâu có muốn bị như vậy đâu. Vậy ít mà chửi thì nhiều. Mình quá người ta chửi gì. Mỗi người có một trí thông minh khác nhau. Ông nói gì vậy? Thôi ngọt quá. Dạ, dựng xe lên đi dạ. Nè. Trời ơi, cái kem này thích ăn lắm luôn á. Vậy mà nó không cần. Dễ còn ngại. Ăn nữa không? Ông mua cho tôi hả? Dĩ nhiên là không rồi.